Xin chào các bạn. Mình hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình để các bạn nghe. Mình tên thật đầy đủ là Nguyễn Thị Khánh, sinh năm 1948, tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 1972. Hiện tại thì mình đang sinh sống tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Mình đang có một đại gia đình rất là hạnh phúc. Mình có một chồng, 4 con và 8 đứa cháu, 2 cháu nội và 6 cháu ngoại. Xuất phát điểm của mình cũng là một người phụ nữ rất là khỏe mạnh, chăm chỉ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, công tác rất là tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan và bây giờ đã được nghỉ hưu. Anh xã nhà mình cũng là bác sĩ quân y. Anh ấy phục vụ trong quân đội 17 năm, sau đó anh ấy cũng xin chuyển về Bệnh viện Thọ Xuân công tác cùng với mình và bây giờ cũng đã nghỉ hưu. Hiện tại thì hai vợ chồng mình đã nghỉ hưu tại quê hương Thọ Xuân. Mình nghỉ hưu năm 2005, thì đến năm 2006 là mình bị ốm nặng, mình bị đau lưng. Không hiểu là đau như thế nào nhưng chỉ biết là rất là đau lưng. Uống thuốc gì không khỏi, thuốc tây không khỏi, thuốc nam không khỏi. Sau đó mình đi chụp X-quang ở Hà Nội thì họ mới kết luận mình là bị lao cột sống. Bị lao cột sống. Thì bệnh viện cho mình thuốc lao cột sống để điều trị. Nhưng mà mình càng dùng lại càng không khỏi, càng dùng lại càng đau hơn. Thì không hiểu là cái bệnh gì. Kết luận là bệnh lao nhưng mà dùng thuốc lao thì lại không được, không khỏi mà mỗi ngày nó lại đau hơn. Sau đó mình nghĩ đến là sức khỏe của mình, trong người mình như thế nào thì mình biết. Cho nên mình nói với anh xã nhà mình vậy thôi, cho em dừng thuốc lao. Và mình chuyển sang dùng thuốc đông y, thuốc chém và sắc lên uống. Thế thì mình uống thuốc đông y thì nó đỡ dần. Không hiểu là bệnh gì nhưng mà dùng thuốc đông y thì nó đỡ. Mình đau lưng như thế là mình nằm tại giường là 3 tháng, tất cả mọi sinh hoạt đều là phải nằm. Ăn nằm, uống nằm, đánh răng, rửa mặt đều là nằm. Rất là vất vả các bạn. Thế thì mình dùng thuốc đông y thì nó đỡ. Mình dùng từ khi là ông thầy nói là 30.000 một thang, mà dùng đến khi là lên 100.000 một thang thuốc. Còn thời gian thì mình cũng không biết là bao nhiêu, và tiền mình cũng không biết là bao nhiêu. Chỉ biết cái mốc là từ cái khi 30.000 một thang thuốc mà đến khi là 100.000 một thang thì mình là coi như ngồi dậy đi lại được. Và mình khi đấy là mình chỉ sút còn chỉ có 43 cân thôi. Mà trước kia mình chiều cao của mình là 1,5 m, nặng 47 cân, vòng eo là 65. Đấy là xuất phát điểm của mình là như vậy. Nhưng bây giờ mình còn 43 cân thôi. Thế đến khi mà ngồi lên, ăn được, ngủ được, đi lại được, mình bắt đầu là bồi dưỡng cơ thể. Thì chính vì ăn bồi dưỡng, rồi là thuốc bổ, rồi thấy cái gì ngon thì là ăn cho khỏe mà. Cho nên là thực là một cái bữa ăn nó không lành mạnh, thích thì ăn, ngon thì ăn cho nó khỏe. Cho nên mỗi ngày thì cân mình nó lại tăng lên. Nó tăng lên mình cũng không biết, là mình chỉ thấy là cứ người nó cứ chậm chạp, nó nặng nề. Thế mình không biết nó là bao nhiêu cân, lại cũng không kiểm tra. Cứ nghĩ là bình thường, khỏe lên là được rồi, là mừng rồi. Nhưng sau đó thì
một ngày đẹp trời vào cái năm 2020, tức là vào tháng 9 dương lịch ấy, có một anh bạn anh đến chơi. Sau khi pha nước và thực hiện cái màn chào hỏi xong thì anh ấy bảo này, này Khánh ơi, anh trông em có vẻ là thừa cân đấy, em nên giảm đi vài cân. Giảm đi vài cân thì đẹp hơn. Thì mình lúc đấy câu nói của anh ấy là chạm đến cái nỗi đau của mình, là mình thừa cân béo phì đó. Thế thì cái việc mà giảm cân cũng là nguyện vọng của mình lâu lắm rồi, nhưng mình thực ra không biết làm thế nào để mà giảm cân. Hôm nay anh ấy nói như thế thì mình cũng tò mò hỏi anh ấy, thì anh ấy bảo là vợ anh ấy trải nghiệm cái chương trình gì đấy mà giảm được 4 cân rồi. Thế là làm cho mình lại càng tò mò. Thì sau đó mình quyết định là xin số điện thoại của cái người mà giúp cho vợ anh ấy giảm được 4 cân.